tập 9. Sư phụ, vậy là sư phụ chỉ con chứ gì? Ta không có, ta nói thật đó. Tuy con còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là nam tử hán. Tất cả mọi chuyện đều do nam tử hán làm chủ. Nói thì nói vậy, nhưng con còn nhỏ kia mà. Sau này con lớn lên, con sẽ đứng ra làm chủ mọi chuyện. Con đừng quấy rầy ta, để ta còn nghĩ cách. Đưa đây. Ta cần phải nghĩ cách. Tại sao tiểu bửu lại lén la lén lút vậy? Tiểu bửu, có chuyện gì cứ qua đây nói. Tiểu trước đâu phải người ngoài. Nguyên soái, hôm nay tôi có một chuyện vô cùng quan trọng phải nói với cô. Tôi không muốn người khác nghe thấy, tại người khác nghe thấy sẽ làm cho tôi thấy ngại. Không ngờ tiểu bửu cũng có lúc biết ngại. Đây là lần đầu tiên. Theo tôi nghĩ, Quỳnh ấy định cầu hôn tỷ đó. Cầu hôn mà. Đi mau lên. Đây là cơ hội hiếm có. Để tôi xem tiểu bửu cầu hôn như thế nào. Thôi được, để tôi qua bên đó. Mạnh tiểu bửu à, có chuyện gì Quỳnh cứ nói. Tôi không có thời gian nghe Quỳnh lại nhảy đâu. Nguyên soái, cô đừng nôn nóng làm gì. Nếu cô nôn nóng sẽ làm cho tôi căng thẳng. Tôi mà căng thẳng thì không biết nên nói sao với cô. Không nôn nóng, không nôn nóng. Tôi không nôn nóng gì cả. Vậy để hôm khác nói đi. Cô đừng bỏ đi chứ. Tôi nói lẽ ra hôm đó tôi đã nói cho cô nghe rồi. Nếu tên nhị ngô ấy không phá rối thì hôm đó tôi đã nói rồi đó. Quỳnh có lầm lẫn không? Nhị ngu định nói với tôi nhưng bị Quỳnh quấy rối. Vậy mà Quỳnh còn đổ lỗi cho người ta. Tôi cho Quỳnh hay. Tôi không nôn nóng như Quỳnh nghĩ. Người nôn nóng là Quỳnh đó. Tất nhiên rồi, cớ sao cô phải nôn nóng? Người nôn nóng là tôi, đúng vậy không? Cô là nguyên soái, cô có lý do. Quỳnh nói mau lên, đừng lòng vòng nữa, tôi chán lắm rồi, nói mau. Muốn tôi nói à? Tôi nói đó nghe. Tôi hôm nay tôi đến quả xoáy phủ. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ, làm cho tôi thấy nhức đầu. Quỳnh đến đây là để nói với tôi rằng Quỳnh nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ sao? Đúng vậy. Nói tiếp đi. Tôi nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy làm tôi thấy nhức đầu. Một khi tôi thấy nhức đầu tôi sẽ nôn nóng. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi nôn nóng vì cô. Tôi liền nghĩ ra đây là một chuyện quá rắc rối. Sau đó tôi nghĩ, rắc rối có sao đâu, có rắc rối tôi chịu. Cô không cần phải gánh. Có đúng vậy không? Cô là nguyên soái, chúng tôi làm phó tướng. Làm phó tướng phải chia sẻ với nguyên soái mới đúng. Cho nên tôi quyết đi tìm cô. Tôi tìm mãi. Rốt cuộc đã tìm thấy cô rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Quỳnh đi tìm tôi là chia sẻ với tôi sao? Nếu Quỳnh tìm được thái tử, tôi sẽ quỳ xuống tạ ơn Quỳnh. Nguyên soái à, cô cứ yên tâm đi. Cô nhất định sẽ tìm được thái tử. Tôi nghĩ tìm cô quan trọng hơn đấy. Cô xem, đây là món quà mà nội tôi tặng cho cô. Trong đó cũng có ý của tôi. Tôi nghĩ không nên nói toạc mọi chuyện. Cô từng nghe người ta nói câu hiểu nhau bằng tấm lòng không? Quỳnh đứng nói cả buổi cũng vì câu này hay sao? Hiểu nhau bằng tấm lòng. Đúng là con người có học vấn đấy. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Không hiểu không sao. Cô xem đi.
Này, cô thấy chưa? Đây là máu vật gia truyền của Mạnh gia chúng tôi. Tôi không nói dấu gì cô. Chiếc vòng này do bà cố tôi truyền cho nội tôi. Nội tôi lại truyền cho nhũ nương của tôi. Không, là mẹ tôi. Nhưng mà hôm nay nội tôi đã lấy lại chiếc vòng này từ trong tay của mẹ tôi. Bà ấy kêu tôi tặng cho cô đấy. Tôi không dám nhận đâu. Không chừng sau này bà ấy sẽ đòi lại. Đi đi lại lại mất thời gian lắm. Tôi không nhận đâu. Không không, ý của tôi không phải như vậy. Trước khi tôi đi nội tôi đã dặn dò tôi, con nhất định phải biếu chiếc vòng này cho Bài Phong. Tại vì cho dù Bài Phong là nguyên soái hay là a đầu chung củi, khẳng định cô ấy chưa từng thấy chiếc vòng đẹp như vậy. Cho dù cô ấy vẫn là a đầu chung củi, con tặng chiếc vòng này cho cô ấy. Cô ấy đeo chiếc vòng này lúc chung củi, như vậy sẽ là niềm kiêu hãnh của cổ. Nội huynh chỉ nói đúng một nửa. Tuy tôi chưa từng thấy chiếc vòng đẹp như vậy, nhưng tôi cũng không thể nhận, không muốn nhận. Cho dù là đánh giặc hay chung củi, tôi đeo chiếc vòng này chỉ thêm vướng tay thôi. Tôi cho cô hay, cô đừng xem thường nó. Đây là vật vô giá. Cô có từng nghe người ta nói thà là nét ngọc còn hơn là tốt sành. Cô có biết ý của nó là sao không? Ý nó nói một khi cô gặp nguy hiểm, nó sẽ cứu mạng của cô. Tôi chưa từng nghe, cũng không muốn nghe. Mạng của tôi không sang trọng như vậy. Cầm lấy. Huynh không nhận lại, tôi sẽ quăng nó đi. Cô đừng làm như vậy. Sáng nay nội tôi dặn dò rất kỹ, chiếc vòng này không thể để hư hại được. Tại sao cô lại quăng nó đi? Huynh đến đây là vì chiếc vòng này sao? Và vì ý nghĩa của nó nữa. Mạnh Tiểu Bủ ơi, Mạnh Tiểu Bủ, lời cầu hôn của huynh không có ý nghĩa gì cả. Tôi còn nghĩ rằng người có học vấn và kiến thức như huynh có thể làm cho tôi một sự ngạc nhiên. Không có, không có gì cả. Vậy nói lại cho nội của huynh nghe. Tôi ghi nhớ ý tốt của bà ấy, nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân đâu. Nguyên soái à, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Không bàn cãi gì cả. Chờ tôi tìm được đứa bé rồi tính. Dương Tiểu trước đi. Nguyên soái, tại sao cô không hiểu cho tôi vậy? Tại sao cô nỡ lòng từ chối nó? Nguyên soái à, Nguyên soái, cô đã đánh mất một cơ hội tốt đó. Cô từ chối một anh chàng tài ba như vậy, cô sẽ hối hận thôi. Bài Phong, tỷ đã làm cho Tiểu Bủ buồn lòng rồi đó. Vậy thì sao? Tôi không thích huynh ấy lén lại lén lút. Tỷ đòi hỏi quá cao rồi. Huynh ấy cầu hôn chẳng lẽ phải đứng trước đám đông mà hét lên Dương Bài Phong tôi yêu cô sao? Này, nhỏ tiếng thôi. Tỷ thấy đó, tỷ cũng lén lại lén lút vậy. Cô không thấy sao? Thật ra Mạnh Tiểu Bủ không thương tôi đâu. Tỷ sao vậy? Không thương tỷ chẳng lẽ thương tôi à? Cô khờ lắm. Tất nhiên không phải là cô rồi. Vậy huynh ấy đã thương ai? Huynh ấy chỉ thương binh mã đại nguyên soái thôi. Tôi cho rằng thì có thành kiến với huynh ấy. Thật ra một công đôi việc cũng hay thôi. Tôi hiểu rõ hơn cô. Người ngoài cuộc thì sáng, có bao nhiêu đó tôi cũng không nhìn thấy. Vậy tôi còn làm nguyên soái làm gì? Có làm nguyên soái hay không không quan trọng. Tôi sợ tỷ làm cho Tiểu Bủ buồn lòng, vì vậy sẽ mất đi một sự chọn lựa. Hở ra thì a đầu, hở ra thì a đầu. Huynh ấy vốn không xem tôi như nguyên soái, làm cho tôi thấy bực bội. Chẳng phải tỷ nói tỷ muốn trở về nhà bếp mong được sống cho yên ổn sao? Tôi có trở về nhà bếp hay không là chuyện của riêng tôi, nhưng tôi không muốn người ta xem tôi như con a đầu chụm củi. Tỷ nói vậy tôi không hiểu. Bản thân tôi hiểu được rồi, tôi không cần người khác hiểu. Tôi chỉ sợ tỷ sẽ mất cả hai thôi. Không thể nói như vậy. Vẫn còn Nhị Ngu kia mà. Tôi thấy Nhị Ngu chứng chặt hơn Tiểu Bủ. Tiểu Bủ thông minh hơn Nhị Ngu. Thông minh bao nhiêu cũng không bằng tôi. Vậy lại trong nhà chỉ nên có một người thông minh thôi. Quá nhiều người thông minh lại mất hay. Tỷ từ chối Tiểu Bủ vậy sao? Tôi thấy tiếc cho tỷ đó. Không cần phải tiếc trẻ. Chỉ cần tôi đưa ra quyết định, sau đó vẫy tay, huynh ấy sẽ lập tức chạy đến bên cạnh tôi, hoàn toàn không một chút do dự. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác đấy. Cô cứ chống mắt mà xem. Mong rằng tỷ đừng khóc. Cô cứ chống mắt chờ xem ai sẽ khóc.
Xảy ra chuyện gì vậy? Hồi hoàng thượng, nô tài không biết. Mau đi xem đi. Tuân chỉ. Bạn phi nương nương, bà có sao không? Tôi không sao, không cần làm phiền ông. Không sao, tại sao bà lại khóc? Công công, tôi không sao đâu. Không sao à? Bà đã gây sự chú ý của thánh giá đấy. Hoàng thượng biết rồi sao? Nô tỳ đón tiếp thánh giá. Không cần, không cần. Có chuyện gì mà nàng phải khóc lóc? Thái tử bị bắt cóc, thần thiếp cũng đau lòng với hoàng thượng và hoàng hậu vậy. Nàng làm cho ta thấy cảm động. Nhưng ngài có biết bá quan văn võ bàn tán sao về chuyện này không? Trong triều biết bao nhiêu chuyện họ không bàn tán, cơ sao lại bàn tán vậy nàng? Xem bộ trẫm phải chỉnh đốn triều cương rồi. Không không, ý của thiếp không phải như vậy. Văn võ bá quan nói, chính thần thiếp đã bắt cóc thái tử để đưa con của thần thiếp lên thay thế thái tử. Thần thiếp xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Oan ức lắm, nghe nói thì rất oan ức. Chỉ có điều họ không hiểu, thái tử bị bắt cóc, con của nàng nhất định sẽ được lên thay thế sao? Họ nghĩ như vậy là quá đơn giản rồi. Phải, hoàng thượng nói đúng. Vậy nàng không nên suy nghĩ đơn giản như họ. Thiếp xin hoàng thượng nói rõ với văn võ bá quan, cho dù thái tử bị bắt cóc, hoàng thượng cũng không cho con của thần thiếp lên thay, mà lại cho đứa con khác lên thay. Như vậy văn võ bá quan sẽ không nới quan cho thần thiếp nữa. Trẫm có đứa con khác hay sao? Chuyện đó thiếp... Phải. Vấn đề của thái tử chính là vấn đề của đứa bé. Vấn đề của đứa bé là vấn đề hệ trọng. Vấn đề hệ trọng cần có thời gian để giải quyết, đúng không ái phi? Nàng không nên cảm thấy oan ức. Cho dù là có, đó cũng là bổn phận của nàng mà thôi. Không nên vì vậy mà khóc lóc. Thời gian vẫn còn dài mà. Cách gì đây? Cách gì đây? Sư phụ có cách chưa? Con cho rằng có thể có cách dễ dàng như vậy sao? Nếu có thể dễ dàng như vậy thì nó đâu còn là cách chứ. Hay là con làm thử đi. Vất vả lắm đó. Sư phụ, nếu nói như sư phụ vậy, chạy đến lúc sư phụ nghĩ ra được cách hay nhất trên đời, lúc đó đứa bé không còn nữa. Như vậy cũng như không. Con không thể nói chuyện làm cho ta vui hơn sao? Càng ngày con càng quá đáng. Ta không dám nhận con làm đệ tử nữa. Sư phụ à, tại con là đệ tử của sư phụ, cho nên mới nói như vậy. Sau này con sẽ chọn những lời sư phụ thích nghe mà nói cho sư phụ nghe, được chưa? Con đó nghe. Này, không ngờ lại gặp hai vị tại đây. Xem ra chúng ta có duyên lắm. Phải. Các vị tìm chúng tôi có chuyện gì không? Chúng ta tình cờ gặp nhau thôi. Tại sao cô lại cho rằng chúng tôi tìm cô phải có chuyện vậy? Không không, tôi không nghĩ vậy mà. Tôi nghĩ vậy đấy. Lý Tử. Cậu là Lý Tử à? Lý Tử, cậu nói đi. Cậu nghĩ sao vậy? Cô là Dương Bài Phong, Dương Nguyên Soái kia mà. Tại sao cô lại đến đây? Tôi là Dương Nguyên Soái. Tại sao tôi không thể đến đây? Đây là chỗ của chúng tôi, xem như là nhà của chúng tôi. Cô đến đây mà không báo trước, tôi cho rằng không hay lắm. Lý Tử à, ta cảm thấy con nghĩ như chị rất hay. Đúng vậy. Cô là Nguyên Soái, cô đến chỗ chúng tôi làm gì? Nếu nói vậy, các vị không quan nghênh chúng tôi à? Không phải như vậy. Các vị chỉ đi ngang rồi ghé vào xem thôi. Tuy đây là nhà của chúng tôi, nhưng các vị cũng được phép đến đây. Đúng vậy không? Phải đó. Cho dù các vị không thông báo trước, nhưng đã đến đây thì là khách của chúng tôi. Cho dù chúng tôi không mấy gì quan nghênh, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Thực ra chúng tôi không phải đi ngang, mà là cố tình đến đây. Chúng tôi biết ở đây có một ngôi miếu quan. Cô nói sao? Đây chỉ là ngôi miếu quan thôi à? Cô đường đường là một đại nguyên soái, cô dành nó làm gì? Chẳng lẽ cô... Đừng căng thẳng. Chúng tôi không biết là cô đã chiếm lấy nó. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi. Không chiếm chỗ của cô đâu. Không thể nào. Cô có một quả sư phụ vàng ánh sáng choang, tại sao lại đến đây chiếm chỗ của chúng tôi?
Nói thì nói vậy thôi, bây giờ chúng tôi không thể trở về ngôi nhà đó nữa. Cô hiểu không? Cô nói sao? Có người giành địa bàn của cô rồi à? Phải, có người đến chiếm nhà của tôi rồi. Ai vậy? Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Họ ngang nhiên dám ra tay chiếm quản sư phụ của cô hay sao? Chính là bọn con nít, cả trăm đứa bé đã chiếm nhà của tôi đấy. Tôi hiểu rồi, Dương Nguyên Soái, chính là đám con của cô chứ gì? Họ kéo nhà đến đó cả trăm đứa. Dương Nguyên Soái à, cô có nhiều con như vậy sao? Các vị nghĩ sao? Tôi nghĩ không thể nào. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy cô hãy đuổi họ đi cho xong. Có thể đuổi đi thì nói làm gì? Đuổi không được. Đuổi không được à? Cô nói như vậy tôi không tin. Có đao có kiếm và côn chùm củi, tại sao lại đuổi không đi? Tôi cũng muốn xem thật ra họ giữ đến chừng nào. Họ đều là con cái nhà giàu, không nên ra tay. Phải, họ muốn lợi dụng tôi. Tuy có lỗi nhưng không có tội. Chẳng những không thể đuổi họ đi, vả lại còn phải lo cho họ ăn. Sau khi tôi tìm lại đứa bé, mọi chuyện được rõ ràng, thì tự họ sẽ trở về nhà thôi. Dương Nguyên Soái, cô đúng là một người tốt. Bây giờ cô mới biết sao? Tôi còn tưởng người ta vừa gặp tôi thì biết ngay tôi là người tốt rồi chứ. Tôi và Lý Tử đều là người tốt, vả lại còn là người tốt tuyệt đối. Hoan hô, ở đây đều là người tốt cả. Vậy chúng tôi tạm thời cứ ở lại đây. Cứ ở lại đây. Hoan hô, hoan hô. Chúng tôi chỉ có hai thầy trò, có đôi lúc cũng cảm thấy chán vẻ. Bây giờ có thêm hai vị, tôi nghĩ sẽ vui hơn nhiều. Này, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nhắc đến tôi thấy nhức đầu. Chúng ta chỉ muốn vui thôi. Chỉ muốn vui thôi mà. Được, được. Được lắm. Ca ca, mùi mùi, ta thề trên dòng linh của cha, nhất định phải đưa mùi về nhà. Ca ca, mùi cũng thề trên dòng linh của cha, không giết Dương Bệ Phong, mùi quyết không về nhà. Mùi mùi, không đưa mùi về nhà, cả đời ta cũng không yên lòng. Ca ca, mùi hận huynh, huynh thả mùi ra. Mùi hận huynh, đừng nói về nhà, thiếu gia. Người nói cho tôi 500 lượng bạc lương bổng một tháng. Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa nhận được đồng nào. Cho nên tôi và tiểu trước muốn ở lại đây. Chúng tôi thấy ngại lắm. Cô đó, lại khách sáo nữa rồi. Lại khách sáo nữa rồi. Tuy chúng ta là nói chung tôi không phải là người thế tiện sáng mắt. Ít ra không phải lúc nào chúng tôi cũng tham tiền. Không đúng, không đúng. Lỗi là do hoàng thượng. Cho dù không trả 500 lượng, nhưng ít trà vẫn phải có đồng lương. Ngươi là hoàng thượng, tại sao không giữ lời hứa vậy? Hoàng thượng quá bận, phải xử lý rất nhiều chuyện quốc gia đại sự. Tôi mới lên ngôi nguyên soái không bao lâu, cần phải làm nhiều thủ tục mới được nhận lương. Vả lại quốc khố. Không nói chuyện này nữa. Nói chung đây không phải là lỗi của hoàng thượng. Cho khi nào hoàng thượng trả lương cho tôi, lúc đó tôi sẽ trả tiền cho cô. Bây giờ cô cho tôi ở tạm đây có được không? Sao cô lại nói vậy? Chúng ta có xa lạ gì đâu. Nói vậy nghe xa lạ lắm. Trong thâm tâm chúng tôi mọi chuyện đều không quan trọng. Nhưng mà trước mắt chúng ta cần phải giải quyết vấn đề ăn uống. Nếu chúng ta khách sáo với nhau, như vậy phải nhịn đói rồi. Đây là vấn đề khá quan trọng đấy. Cô nói đúng. Sáng nay tôi và tiểu trước ghé quán trà uống được vài ly. Chúng tôi chưa ăn gì cả. Cô không nhắc tôi không thấy đói. Cô vừa nhắc thì liền thấy đói. Cô thấy đó. Đây là lý do không có ngân lượng. Hay là gì? Chúng tôi ra ngoài kiếm thức ăn. Nếu kêu cô đi tìm kiếm thức ăn quả là không nên. Như vậy sẽ mất mặt lắm. Nếu kêu cô đi móc túi, như vậy là ăn trộm. Tôi nghĩ cô không có tay nghề đó. Không may bị bắt lại càng mất mặt hơn. Hay là gì? Giao cho chúng tôi lo. Chúng tôi ra ngoài kiếm ăn. Tất nhiên, chúng tôi không đi trộm đâu. Chúng ta đều là người tốt kia mà. Chúng tôi không thể ăn trộm.
chúng tôi sẽ có cách khác hay hơn. Lý Tử à, con nghĩ có đúng không? Đúng đúng đúng, chúng ta đều là người tốt, chúng tôi không lấy trộm đâu. Chúng tôi sẽ có cách. Cô biết chùm củi, còn cô biết nấu nướng, các cô lo nội trợ. Chúng ta phân công ra làm, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt thôi. Cảm ơn hai chị Đào Tử, Lý Tử. Chúng ta là người nhà với nhau, chúng ta không nên khách sáo. Không chừng sau này tôi cần đến sự giúp đỡ của hai vị nữa đó. Có gì đâu mà nhờ giả chứ. Sau này có chuyện gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp các cô. Sư phụ tôi rất có bản lĩnh, không có chuyện gì mà làm không được. Hay lắm, hay lắm. Thật ra cô có chuyện gì không? Không, không, không. Tạm thời thì không, để sau này tính đi. Được, tôi hứa với cô, sau này có chuyện gì cứ nói. Tất nhiên, người nhà mà. Đào Tử à, tôi thấy cô không thua kém gì Dương Bề Phong. Tôi đã nói rồi, sư phụ tôi rất có bản lĩnh mà. Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, nghe cần gì? Rượu đâu? Nhanh lên. Mạnh tướng quân à, tôi thấy ngài đã uống nhiều rồi, hay là đừng uống nữa. Cậu đáng ghét lắm. Uống bao nhiêu là chuyện của tôi hay là chuyện của cậu? Sao tôi không trả tiền chứ gì? Có đúng không? Cứ nói đi. Đây là gì? Đây là ngân lượng. Bổn thiếu gia có ngân lượng, mau lấy rượu cho tôi. Đây không phải vấn đề ngân lượng. Mạnh lão phu nhân đã dặn dò tất cả các tụ lầu, nếu ai cho ngài uống say thì sẽ dẹp quán người đó. Nếu ngài còn uống tiếp, ngày mai quán của chúng tôi sẽ bị đóng cửa. Tiểu Nhị à, nếu cậu không lấy rượu cho tôi thì hôm nay cô sẽ đóng cửa ngay. Mạnh tướng quân, ngài đừng uống nữa, mau lấy rượu cho tôi. Được được, tôi sẽ đi lấy ngay. Sư phụ, chúng ta chưa đãi Dương Nguyên Soái, có cần tìm con mồi lớn không? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà đi đâu tìm con mồi lớn đây? Con cũng không biết. Chúng ta lấy trộm ngân lượng, có ngân lượng rồi, muốn mua gì cũng được. Phải, phải lấy cho bằng được ngân lượng, lúc đó muốn mua gì cũng được. Lý Tử à, ta cho con hay, hôm nay con không thể thất bại, đừng để Dương Nguyên Soái chờ quá lâu. Sư phụ yên tâm đi, con không kêu Dương Nguyên Soái chờ lâu đâu. Đi. Sư phụ, có nhìn thấy không? Ta nhìn thấy rồi. Mạnh Nguyên Soái à, tôi nghĩ ngày nên. Cậu rắc rối thật. Cậu có thể cho tôi yên tâm ngồi uống hay không? Được được, ngài cứ uống. Hôm nay tôi liều rồi. Còn quán của tôi ngày mai như thế nào, chuyện đó để mai tính đi. Vậy là đúng rồi. Đi đi. Mời hai vị. Trà. Phải, chỉ uống trà thôi. Có ngay. Một bình trà. Xin lỗi, xin lỗi. Mong ngài bỏ qua cho. Tôi không sao. Tôi chỉ sợ làm đổ ly rượu thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Bửu, Tiểu Bửu. Nhị Ngu, tôi ở đây. Qua đây, qua đây. Qua đây. Ngồi đi, ngồi đi. Tiểu Nhị, cho thêm một bình rượu, một cái ly. Nhảy lên. Một bình rượu, một cái ly. Mời hai vị. Sư phụ. Sư phụ sao vậy? Con xem. Sư phụ, tính sao bây giờ? Chúng ta đi. Được. Tiểu Nhị,
Chẳng hay hai vị dùng gì? Trà gì dở vậy? Chúng tôi không uống nữa. Này này, hai vị chưa trả tiền mà. Này, trả tiền đi chứ. Trà như vậy mà đòi tính tiền sao? Uống trà trả tiền đó là lẽ đương nhiên. Không phải chúng tôi ngăn ngược, có chuyện gì để nói sao đi. Phải, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện lý lẽ. Đứng lại. Uống trà không trả tiền, thật là ngang ngược. Tiểu Bảo à, huynh không nên uống nữa. Nếu nội tôi biết tôi ngồi đây, bà ấy sẽ đánh chết tôi đó. Tôi rủ huynh đến đây là để uống rượu. Huynh đã lớn khôn rồi mà, còn sợ bà nội hay sao? Huynh không thấy mất mặt à? Có gì mà mất mặt? Hai vị khách quan, hai vị hãy kiểm tra xem có mất gì không. Cô gái và cậu bé vừa rồi là hai tên trộm đó. Hai tên trộm, một cô gái và một cậu bé à? Phải, ở đâu rồi? Đi rồi. Hai tên đó thiệt là. Hai tên khốn kiếp đó nhanh chân thật. Huynh đó, đường đường là vị tướng quân rồi, cớ sao phải hơn thua với hai tên trộm? Tại huynh không biết đó thôi. Huynh sao vậy? Huynh đừng nói với tôi rằng huynh bị họ lấy trộm đó nha. Huynh có còn là đại tướng quân hay không? Ai nói tôi bị lấy trộm? Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng nói về họ nữa. Nói huynh đi. Huynh gọi tôi đến đây làm gì? Nếu Dương Nguyên Soái biết chúng ta ngồi đây uống rượu, thay vì đi tìm đứa bé, cô ấy sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đừng nhắc chuyện cô ấy. Tôi không muốn nghe nói về cô ấy nữa. Hôm nay huynh đến đây, tôi trả tiền huynh uống rượu. Tôi cho huynh hay. Bây giờ không phải ở trong doanh trại, cô ấy không thể quản thúc chúng ta được. Huynh sao vậy? Huynh sao vậy? Uống quá chén rồi à? Nhị Ngưu à, hôm nay tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với huynh. Tôi cho huynh hay, tôi vốn không muốn lấy cô ấy làm vợ. Đừng nôn nóng, nghe tôi nói nè. Tôi công nhận cô ấy xinh đẹp và có bản lĩnh, nhưng mà dù sao cũng là cô A Đầu chùm củi thôi. Còn tôi là ai? Tôi là Mạnh Tiểu Bửu, đường đường là con cháu của danh tướng Mạnh Lương. Tôi không thể lấy cô A Đầu chùm củi. Nào là danh môn khuê tú, hoàn thân quốc thích, chỉ cần tôi lên tiếng là có ngay. Điều quan trọng là con A Đầu đó rất hung dữ, cô ấy không biết để mặt tôi gì cả. Tôi cho huynh hay, nếu tôi lấy cô ấy làm vợ cũng gặp khó khăn đấy. Như vậy huynh càng không có hy vọng. Tôi nói vậy không có ý gì khác đâu. Đây là lời thật lòng. Là lời thật lòng. Tiểu Bảo, huynh càng nói tôi càng hồ đồ. Thật ra huynh không muốn lấy cô ấy làm vợ, hay là muốn lấy cô ấy mà gặp khó khăn? Huynh hãy nói rõ đi. Huynh nghe tôi nói. Nghe tôi nói. Ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta uống rượu đi. Nếu huynh không nói rõ, tôi sẽ không uống đâu. Tôi không uống đâu. Huynh cứ uống cạn đi. Mọi chuyện tôi sẽ nói rõ với huynh sau. Huynh nói rõ tôi mới uống. Bây giờ là lúc then chốt. Tôi không mắc lừa huynh đâu. Nội tôi đã dặn tuyệt đối không thể để mắc lừa huynh. Thôi được. Vậy tôi sẽ uống trước. Huynh uống đi. Cũng may họ không đuổi theo. Họ không đuổi theo. Thật là nguy hiểm. Con nghĩ xem, tại sao chúng ta cứ gặp hắn hoài vậy? Thật là khó hiểu. Chắc là có duyên đấy. Nguy hiểm thật, làm con hết hồn. Sư phụ nói đi, sư phụ và hắn có duyên sao? Con cho sư phụ hay. Sư phụ không nên có duyên với hắn. Con gặp hắn thì rợn tóc đấy. Sư phụ không thể có duyên với hắn được. Con sao vậy? Ta chỉ nói vậy thôi. Con tưởng thật sao? Chúng ta mau đi mua thức ăn. Chúng ta đã hứa với Dương Nguyên Soái kia mà. Đi. Nhị Ngưu à, hôm nay tôi mời huynh đến đây là để bàn về chuyện chúng ta chung tay góp sức. Cho dù là lui cũng được, đánh cũng vậy. Chỉ cần chúng ta bắt tay với nhau, phần thắng cũng sẽ lớn hơn. Sau khi chúng ta làm xong công việc,
Cô ấy sẽ báo công với hoàng thượng để chúng ta được lãnh thưởng. Cho dù là bình loạn hay là tìm đứa bé, ngoài chúng ta ra đâu còn ai. Giờ đó chúng ta chia ra làm chồng và binh mã đại nguyên soái. Huynh đệ chúng ta phải chia sẻ với nhau, vì vậy mới là chuyện tốt. Huynh nghe chưa? Đây chính là ý của tôi. Huynh nghĩ có được không? Thế nào? Không được. Không được. Tại sao phải chia sẻ? Tôi phải lấy cả cô ấy về chức binh mã đại nguyên soái. Nơi tôi đã nói, Tiêu gia chúng tôi không thể thua Mạnh gia được. Tôi muốn lấy cả hai thứ. Huynh có hiểu ý của tôi không? Ai mà không muốn lấy cả hai thứ? Nhưng huynh có làm được không? Huynh muốn lấy một thứ đã khó khăn lắm rồi. Nói chi đến cả hai? Nói khoác thôi. Huynh phải xem đối phương là ai. Đừng nói khoác với tôi nữa. Huynh thấy khó khăn, còn tôi thì không. Hợp tác cái gì? Chẳng qua muốn lợi dụng tôi thôi. Lần này tôi không chịu thua huynh đâu. Nhị Ngưu, Nhị Ngưu, có chuyện gì từ từ nói. Hay là chúng ta đổi nhau, tôi làm nguyên soái, huynh làm chồng cô ấy. Không cần thương lượng, tôi lấy cả hai. Nhị Ngưu, đúng là đồ ngốc mà. Công tử, cởi trói đi. Tiểu thơ không bỏ trốn đâu. Tiểu thơ hiểu rõ nỗi khổ tâm của cậu. Cậu trói cô ấy như vậy chúng tôi nhìn thấy cũng đau lòng đấy. Công tử à, cởi trói đi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xem chừng cô ấy. Thôi được rồi. Các cậu còn lại gì tính của tiểu thơ? Làm sao tôi dám cởi trói? Tôi xin hứa với cậu. Cô có thể hứa được điều gì? Ca ca, huynh cứ trói đi. Trói cho huynh yên lòng. Đúng rồi, mụi quên cho huynh biết chuyện này. Chuyện gì vậy? Huynh có đọc cáo thị Dương Bệ Phong có con không? Đọc rồi. Vậy thì sao? Huynh có biết đứa bé đó đang ở đâu không? Ta không biết. Chuyện đó không liên quan đến ta. Nhưng mụi biết. Tại sao mụi lại biết? Chính mụi đã giấu nó. Mụi, tại sao mụi lại giấu con của Dương Bệ Phong? Mụi biết làm sao hơn? Mụi phải làm vậy cô ấy mới chấp nhận đấu trận sinh tử với mụi. Mụi thật quá đáng. Dù muốn dù không, đứa nhỏ ấy cũng vô tội mà. Mụi biết nó là vô tội, nhưng huynh trói mụi lại, mụi biết làm sao hơn? Mụi cho ta hay. Thật ra chuyện này là sao? Mụi đã cho người mang đứa bé đi giấu rồi. Nay mai mụi sẽ xử tử nó, xem như là trả thù cho cha và mụi. Mụi, tại sao mụi lại làm như vậy? Mau cho ta biết, mụi giấu đứa bé ở đâu? Ta sẽ cho người đi đón nó về trả cho Dương Bệ Phong. Huynh đừng nôn nóng, huynh không tìm thấy đâu, và họ sẽ không giao đứa bé cho huynh đâu. Cát Thảo, cô nói mau, chuyện này là sao? Đúng như vậy, nhưng hiện nay đứa bé không gặp nguy hiểm gì. Ngày mai nó sẽ gặp nguy hiểm. Mụi cho huynh hay, sau khi xử tử đứa bé, mụi sẽ mang xác của nó và cáo thị đến quả sứ phủ cho Dương Bệ Phong. Nói cho cô ấy biết, người đàng hoàng không làm chuyện mờ ám. Lúc đó mụi sẽ tuyên chiến với triều đình, tuyên chiến với cô ấy. Mụi, mụi đâu ngờ huynh lại trói mụi. Nếu không chuyện đó sẽ xử lý ổn thỏa. Nên làm sao bây giờ? Mụi cho ta hay, nên làm sao bây giờ? Huynh thả mụi ra. Huynh thả mụi ra mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mụi mụi, cô ấy là một cô gái bản lĩnh. Ta nghĩ đứa bé đó không thể là con của cô ấy được. Tại sao huynh lại biết? Ta cảm nhận được, cô ấy là một con người đàng hoàng, không thể là con gái lẳng lơ như mụi nói, càng không thể có con. Tại sao huynh lại hiểu Dương Bệ Phong đến như vậy? Tại sao hôm nay huynh lại xúc động như vậy? Ta không hiểu cô ấy, ta chỉ đoán mò thôi. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang đi tìm đứa bé, nhưng chưa chắc đứa bé đó là con của Dương Bệ Phong. Vậy có sao cô ấy phải lo lắng con của người ta? Tại cô ấy là Dương Bệ Phong. Mụi không muốn biết. Chờ sau khi điều tra rõ mọi chuyện rồi tính sao.
Tại sao lại như vậy? Chuyện gì tới tay của ngài đều hỏng cả. Liêu Dương rất xem trọng ngài, nói ngài là nhân tài hiếm có. Còn ngài thì sao? Làm cho Liêu Dương thất vọng. Tôi đã muốn như vậy. Xưa này tôi đã từng làm hỏng chuyện gì đâu. Không hiểu tại sao lần này lại như vậy. Cũng tại bàn phi nương nương không nghe lời tôi, cứ đòi đưa đứa bé ra khỏi cung. Nếu giết ngay trong cung thì xong rồi. Ngài sẽ bị bại trong tay của đàn bà đấy. Ngài quá xem thường tôi rồi. Nếu cần, chính tay tôi sẽ giết cô ấy. Tốt lắm. Nam nhi đại trượng phu phải có khí thế như vậy. Tôi cho ngài hay, đứa bé đã được đưa vào hồ đồ sơn trang rồi. Nếu nói vậy nó đang ở trong tay của Trương Thiên Bằng sao? Chẳng lẽ ngài không cho rằng như vậy sẽ dễ dàng cho ngài hơn sao? Được, như vậy sẽ dễ như trở bàn tay. Ngài đừng vội mừng, Trương Thiên Bằng chưa chắc đã nghe lời ngài đâu. Chẳng lẽ ngài không hiểu rõ con người đó hay sao? Tôi đã phát hiện từ lâu, và cho người đến đó làm tai mắt rồi. Nhất cử nhất động của hắn cũng không qua mắt tôi được. Nếu hắn đã làm như vậy, tôi sẽ thủ tiêu hắn cho rồi. Hay, hay lắm. Tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa dẫn, Đại Liêu ban chủ chiếu giết. Đại Liêu xứng đáng làm chủ thiên hạ. Lẽ ra Trung Nguyên phải quy thuận, nhưng Triệu thị không tôn trọng ý trời, cố ý làm trái. Đại Liêu ta sẽ trung dũng phấn đấu, thống nhất thiên hạ là chuyện nay mai. Nay ban cho khanh theo họ Gia Luật, tên là Sa Bạch, thầy Đại Liêu cai quản Trung Nguyên. Ban cho khanh một cái ngọc tỷ, một bộ long bào, dùng cho dịp lên ngôi. Mong khanh hết lòng trung thành, góp sức cho Đại Liêu. Khâm thử ta Đại Liêu ban chủ long ân. Tiểu nhị, xin hỏi khách quan cần gì? Cho tôi bình trà, có ngay. Chứng quầy. Chứng quầy à? Là tiểu Tam mà. Nhiều năm không gặp, cậu đi đâu làm ăn vậy? Cậu quên tôi rồi sao? Chứng quầy hãy nói đùa quá. Tôi đâu có biết làm ăn. Nếu tôi làm ăn phát tài làm sao quên ông được. Thôi được rồi, cậu có lòng thì được rồi. Chứng quầy à, tôi có chuyện cần ông giúp đỡ. Chuyện gì? Cậu nói đi. Ông chủ tôi thấy tôi siêng năng, thưởng cho tôi một nén bạc. Tôi muốn nhờ ông đổi giùm tôi, tôi sẽ trả công cho ông. Tôi đã nói cậu làm giàu kia mà, chứ chi cậu hứa đưa tiền cho tôi. Cậu chỉ đổi một nén bạc thôi mà. Chuyện đó dễ thôi. Để đây tôi đổi cho. Được, làm phiền không? Đồ của quốc khố đấy. Chứng quầy, nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Tiểu ta mà, tôi không thể giúp cậu được đâu. Tôi làm chuyện này sẽ bị rơi đầu đó. Tôi không giúp cậu được đâu. Chứng quầy à, xin ông hãy giúp tôi. Mẹ tôi bệnh nặng, nhà tôi đang cần tiền. Tôi xin ông, ông hãy giúp tôi đi. Hay là cậu lấy tiền của tôi xài đỡ trước đi. Chứng quầy à, chi phí lớn lắm. Nhưng mà tiệm của ông đâu có thiếu tiền xài. Ông đổi giùm tôi đi, rồi để dành cho con cháu đời sau. Không chừng sẽ trở thành báu vật đó. Thôi được, tôi sẽ đổi cho cậu. Ông yên tâm, chỉ có trời đất tôi và ông biết chuyện này thôi. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ không khai ông ra đâu. Ông cứ yên tâm đi. Thôi được, cầm lấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi. Trưởng quầy, hôm nay vui như vậy chắc là phát tài phải không? Làm gì có. Làm ăn như tôi đây, có hai bữa cơm là mừng rồi. Lấy gì mà làm giàu được. Trưởng quầy, ông đừng gạt tôi nữa. Vừa rồi ông đã làm giàu nhỏ ngay trước mặt tôi kia mà. Tôi
Không có, không có. Tuyệt đối không có. Trưởng quầy à, ông cho tôi mượn nén bạc đó xem đi. Khách quan, nén bạc gì? Ông đừng giấu tôi nữa. Có cần tôi mời người của quan phủ đến đây không? Đừng mà, đừng mà khách quan. Tôi không có làm giàu thật mà. Cậu đừng hại tôi như vậy. Ý của tôi không phải như vậy đâu. Tôi chỉ muốn mượn xem thôi. Có gì ông phải sợ chứ? Tôi... lấy mau lên. Cậu cầm lấy. Trưởng quầy, ông xem. Trên đây có hai chữ quốc khố, rõ ràng là ngân lượng của quốc khố. Ông thật là to gan đấy. Khách quan à, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi. Tôi biết không phải lỗi của ông. Tôi hỏi ông, người đó là ai? Cậu ấy tên là Tiểu Tam, là hàng xóm của tôi. Hơn nửa năm tôi không gặp cậu ấy. Tôi đâu ngờ cậu ấy lại làm như vậy. Chúng tôi không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì cả. Ai có thể tin ông được? Ông đi nói chuyện với quan phủ đi. Cậu đừng giao tôi cho quan phủ mà. Tôi xin cậu, tôi xin cậu. Trưởng quầy à, tôi đã nhìn thấy. Nếu tôi không báo quan, tôi sẽ phạm tội đồng lõa. Ông có hiểu không? Tôi không hiểu. Trưởng quầy à, như vậy tôi phải bó tay thôi. Khách quan à, tôi xin cậu, tôi xin cậu. Tôi nhất thời hồ đồ, cậu cứu tôi với. Khách quan, khách quan. Vậy à? Trưởng quầy, ai bảo ông đối xử với tôi tốt như vậy? Tôi không giúp ông không được. Hay là vậy, tôi lấy tiền đổi nén bạc này cho ông. Như vậy ông sẽ lợi hai bên, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn tôi từ xa đến đây, tôi đã đi khỏi đây. Quan phủ đâu làm gì được tôi? Ông nghĩ sao? Thật à? Tôi thật lòng muốn giúp ông đó. Tin hay không thì tùy ông. Tôi tin, tôi tin. Tôi biết cậu là người tốt mà. Tôi biết cậu là người tốt mà. Cậu cứ mang nén bạc này về nhà đi. Nhưng ông phải hứa với tôi thêm một việc. Cậu nói đi, nói đi. Nếu sau này cậu ấy có mang bạc nén đến để đổi với ông, ông đừng nói gì cả. Báo ngay cho tôi biết. Cậu định báo quan à? Có thể không? Quan phủ và tôi không có quan hệ gì cả. Tôi không muốn cậu ấy gây rắc rối cho ông thôi. Ông cứ kêu cậu ấy đến gặp tôi để đổi tiền thì được rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Vậy tôi xin phép nha. Dạ dạ. Dư Nguyên soái, hai vị đại ca là... Thì chưa, Dư Nguyên soái không nhận ra chúng ta. Phải, nhìn xem. Chúng ta phải vất vả tìm kiếm. Rốt cuộc đã tìm thấy rồi. Vậy hai vị là... Đại ca, có nên nói cho cô ấy nghe không? Không nên nói làm gì, để cô ấy chết làm con ma hồ đồ. Vậy ý của các người là chúng tôi giết cô rồi sẽ nói sao? Phải, giết cô rồi tính sao? Ra tay đi. Khoan đã, chúng ta ra ngoài kia, trong đây quá chật.